喊你爷爷。阿表，tao thấy dạo này mày vậy đó. Tao phát hiện rồi, nhưng mà chẳng qua là gì là vậy đó, đó là mày muốn chơi đó mày chơi thôi chứ. mày chắc chưa bây giờ mày, đại ca hỏi em là em chắc chưa ly? Bây giờ đại ca hỏi em là em chắc chưa, em chắc cớp chưa? Quá đủ rồi, quá tổn thương, bây giờ em chắc cớp chưa? Con người không có tránh kiến dễ bị dao động quá. Chưa thì để tao hát tiếp nè. Ly ơi, hình như chúng mình đã hết yêu nhau mất rồi. Tại vì sao Ly hay nói đi, hay vì Ly vô tâm hứng hờ nên vô tình đánh mất hai ta? Đúng rồi á. Rất khó để đến với nhau. Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa, hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình tạm chia tay nhau. Nhưng mà trái tim của chồng chỉ có một người thôi. Em yên tâm, trái tim của chồng chỉ chứa một người thôi. Chồng dây dưa nhiều vậy thôi. Mình cứ cho nhau hai lối đi, để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu ta còn yêu sẽ quay trở về. Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau. Kệ tao, tụi bay hỏi chi. Đại chiến, tụi bay quánh lộn đi. Đứa nào thắng là tụi chưa đứa đó. Rồi. Dám đây. Ta chứa hậu cung, một cái chưa một người đó, một duy nhất. Chỉ có một là hậu cung. Vừa lòng mấy chứ ta chứa hậu cung. Xếp chút nữa cục chị gom. Tụi Việt biết cảm ơn mọi người ơi. Đó bây giờ mọi người tự hiểu không? Một đống. Không phải, bây giờ vậy. Thì bây giờ dù sao thì mấy đứa cũng đã quyết định là mấy đứa tranh giành hậu cung nội chiến, thâm cung nội chiến rồi. Thì bây giờ mấy đứa phải chịu chứ. Mấy đứa
mấy đứa đã có chức vị trong cung thì mấy đứa phải tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Ráng chịu chứ ai biểu. Tụi bay có thể làm thường dân rồi, tụi bay muốn yêu ai tụi ủa mà khoan đã, tự nhiên tao đâu có bắt tụi bay yêu mình tao đâu, tao cho tụi bay muốn có bồ thì tụi bay có bồ mà, tao đâu có cản, tại sao tụi bay bắt tao yêu chỉ được một người? Quay, cái gì của mình sẽ là của mình. Chớp rồi, phải lạnh lùng mới được, không muốn giành. Ủa? Thì cũng bà đó chứ, một người chứ ai ép đâu. Ừ hăng. Nó làm sao quá, không hiểu lắm, khúc này không hiểu lắm, quay về nhà các bạn ơi. Muốn kiếp chồng chung thì phải chấp nhận thôi, đúng. Tao cũng đang chịu kiếp vợ chung vậy, có rất nhiều quý nhân của tao có người yêu, tao đâu có nói. Cái gì của mình thì là của mình, còn không phải của mình thì là của người ta. Khúc này nhức đầu ngang, đúng vậy, đúng vậy. Hên quá, mình không trong hậu cung hả? Bà muốn có một chức không? Bà muốn có một chức không? Hoa đẹp không dành cho ta. Đấm. Rồi tới rồi hả? Biết trước kết quả như thế này tội phải cho nên đâu đó. Thì vậy đó. Tấm cái giấy lại là vậy đi. Ừ. Nhức đầu. Cảm ơn, mình xin từ chối hả? Dành cho cô cuối cùng không thuộc về ai cả. Ủa chị, em cũng sẽ có nơi em thuộc về thôi. Cũng sẽ một có một nơi nào đó em thuộc về thôi. Bài tủ. Request là yêu cầu, còn tới thì yêu cầu. Yêu cầu là ai? Cậu là ai? Khoan đã, khúc này cậu là ai? Sắp quê rồi đó. Anh dù biết trái tim chẳng thể chia đôi mà sao vẫn cứ biết này dở quá. Người đàn cái móng tay này khó bấm màn hình ghê, bấm máy tính nha. Người đàn ông tham lam karaoke, người ta bảo em là nít ranh nhưng thật ra em nít xíu hả? Mày nói mày nít tao. Vậy mà hồi lúc tao đi ra Đà Nẵng á, mọi người em kể cho mọi người nghe, hồi lúc mà em đi ra Đà Nẵng á, em đi gặp mọi người ở ngoài Đà Nẵng á, nó thấy em, mỗi lần nó thấy em là nó chúm chím, nó cười gì này, xong rồi bữa nay em chọc nó là nó mắc cỡ và ló cái đồng tiền như này. Nó vậy đó, bữa nay nó đi Mỹ rồi, nó phóng khoáng rồi, bây giờ nó muốn nói gì nó nói với quý vị ơi. Hồi đó nó có đâu có dám vậy đâu. Giờ người ta là con gái Mỹ rồi. Giờ người ta con gái Mỹ giờ chứ không phải con gái Huế, con gái Huệ ngày xưa nữa. Hồi xưa là con gái Huệ bất cỡ rồi đó. Rồi em nói hà một lần em nói chuyện với nó là cứ vậy. Rồi cười xong hay chưa? Chưa hay giờ đó. Mày thử với hát có ai khen mẹ hay không chứ tao hát có người khen tao hay á. Mặc dù tao biết có anh lời khen má khen giả bộ. Tôi dù biết trái tim chẳng thể chia đôi mà sao vẫn cứ tham lam hỡi người. Tôi dù nói trái tim chỉ còn
về hình bóng buồn. Tôi là thế, thế gian cũng giống như tôi, đàn bà ai chẳng tham lam hỡi người. Anh lớp hơn tí. Cho yêu như vậy là mới yêu. Người con gái tham lam chính là tôi. Mình đừng nên nói nữa, xin hãy quyết định đi. Một là tôi yêu mình bù lỗi lầm xưa bù bỏ qua còn không hay mất bên người ta. Người con gái tham lam mãi là tôi. Một bàn tay năm ngón tôi chẳng biết chọn ai, chẳng cần ly thêm bận tâm người. Bằng ti để được yêu à. Bệnh chế nhạc có lây không? Hên xui đó. Lâu lâu cũng quên cũng hát theo đó. Mấy giờ hồi nãy em dậm lai được mấy tiếng rồi? Được 2-3 tiếng rồi. Ừ. Mấy giờ? 5 giờ. Em ốp nha mọi người ơi. Ăn bụi. Ăn bụi hả? Giờ này ăn bùi nên nó đã mất tích rồi. Cái tới cái ngày hẹn hò không thấy hai đứa nó xếp hàng lên nữa. Ủa em mới vô chị like nãy giờ 3 tiếng rồi. Bây giờ chị off, chị tắm rửa, chị ăn uống rồi tối chị like lại nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào tối nay. Hẹn gặp lại mọi người vào tối nay nha. Bye bye. Bye bye gia đình mình. Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người vào tối nay nha. Bye bye gia đình mình ạ. Bye bye, see you tonight. Bye bye mọi người. See you tonight, Mika. Thank you. Bye, bye everyone. Bye bye chồng người ta. Chồng em. Em ơi, chồng em đó. Bye bye. Vợ người ta thì chị đồng ý, còn chồng người ta chị không đồng ý đâu chồng em.